Nigeria giải cứu hơn 200 phụ nữ và trẻ em bị Boko Haram bắt cóc. Quân đội Nigeria cho biết họ vừa giải cứu 234 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc ở miền Đông Bắc. Một giới chức quân đội nói rằng vụ giải cứu mới nhất diễn ra hôm thứ Năm trong rừng Zambisa. Cách đây vài ngày, một nhóm vài trăm con tin cũng đã được giải cứu trong cùng khu rừng. Hiện chưa rõ trong số những thiếu nữ được giải cứu có những nữ sinh bị bắt cóc hồi năm ngoái tại một trường nội trú ở Chibok hay không. Vụ bắt cóc đó gây căm phẫn trên khắp thế giới và có lẽ là góp phần làm cho Tổng thống Goodluck Jonathan bị thất bại trong cuộc bầu cử mới đây. Nhiệm kỳ của ông Jonathan sẽ kết thúc trong tháng này. Ông cho biết khu rừng Zambisa là cứ địa cuối cùng của nhóm Hồi giáo Hiếu Chiến. Ông cam kết quét sạch các cứ địa của quân khủng bố trước khi rời khỏi chức vụ.